Vấn đề thường gặp hầu hết của các bạn tập gym là có thân trên to nhưng lại có đôi chân như que tăm. Mặc dù trong số họ cũng đã ý thức tập luyện phần thân dưới, nhưng việc phát triển cơ của đôi chân ấn tượng không chỉ là tập luyện chăm chỉ hơn. Có 5 sai lầm mà mọi người hay mắc phải đã khiến hạn chế nghiêm trọng sự phát triển đôi chân. Hôm nay tôi sẽ giải thích những sai lầm này là gì và sau đấy chỉ cho bạn cách khắc phục để áp dụng vào thói quen tập luyện, giúp bạn có sự tiến bộ nhanh chóng cho phần thân dưới. Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào nội dung thì xin bạn đừng quên thể hiện sự ủng hộ bằng cách ấn like cho video này và đăng ký kênh của tôi. Để bạn dễ hình dung chúng ta sẽ điểm qua nhanh về cấu tạo của phần cơ tứ đầu đùi. Cơ tứ đầu đùi hay còn được gọi là cơ đùi trước là một nhóm gồm 4 cơ nằm ở phía trước đùi của bạn. Đây là nhóm cơ đồ sộ nhất trên cơ thể. Nhóm cơ này phát triển tốt là chìa khóa để tạo ra đôi chân ấn tượng mà bạn đang muốn xây dựng. Trong bốn phần của cơ tứ đầu đùi, thì phần thẳng đùi là cơ có cấu tạo đặc biệt. Tôi sẽ làm rõ điều đặc biệt này ở phần sau của video. Đùi trước sẽ bao gồm bốn cơ khác nhau, có nghĩa là bạn phải lựa chọn những bài tập của mình trong cấu trúc bài tập thân dưới một cách có ý đồ. Một số người có thể chỉ cần thực hiện bài squat, họ đã thấy sự phát triển tốt cho phần cơ đùi trước, trong khi những người khác lại không có sự may mắn như vậy. Để biết được lý do vì sao, chúng ta sẽ tìm hiểu sai lầm tập luyện đầu tiên. Barbell Squat thường được khuyến khích là bài tập tốt nhất để phát triển đôi chân của bạn. Nhưng có một vấn đề với Barbell Squat là bài tập này sẽ đòi hỏi sự tham gia rất nhiều của phần cơ lõi vùng co như bụng và lưng dưới. Trong nghiên cứu người ta đo lường mức độ tham gia của các nhóm cơ trong bài squat thì phần lưng dưới được kích hoạt gần như tương đương với một số nhóm cơ tứ đầu đùi. Đây không phải là một vấn đề xấu vì khi squat thì lưng dưới của bạn cũng được phát triển theo thời gian. Nhưng nếu mục tiêu chính của bạn là đang muốn phát triển đôi chân thì đây có thể lại là một vấn đề cho bạn vì một số người khi squat họ gặp vấn đề về quá tải lưng dưới trước khi cơ đùi trước của họ gần đạt tới ngưỡng thất bại. Tất nhiên, nếu cấu trúc lịch tập của bạn sẽ nên có những bài tập khác để bổ trợ cho phần lưng dưới và vùng co khỏe lên theo thời gian. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng một số thiết bị máy móc, chẳng hạn như máy head squat máy tập này sẽ có phần đỡ lưng ở tư thế cơ thể nằm xiên động tác sẽ vẫn có phần có duỗi đầu gối như squat nhưng lưng dưới sẽ được tấm đỡ của máy chịu tải vì vậy bạn sẽ tập trung nhiều hơn cho phần cơ tứ đồ đùi đạt tới gần ngang ngưỡng thất bại trong bài tập mà không phải lo lắng phần co của mình không đáp ứng được trên thực tế hầu hết các phòng gym thông thường không có máy head squat này vì vậy giải pháp là bạn có thể sử dụng máy smith squat với máy Smith Squat, độ ổn định cơ thể sẽ được tăng thêm, làm giảm đáng kể nhu cầu tham gia của phần lưng dưới, tạo điều kiện giúp bạn tập trung đưa phần cơ tứ đầu đùi tới gần ngang ngưỡng thất bại trong bài Smith Squat. Có một lưu ý khi sử dụng máy Smith để squat là bạn sẽ không nên tập với số rep thất bại thấp, lượng tạ quá nặng. Bởi khi squat với máy Smith phần cột sống của bạn sẽ hơi bị giới hạn. Hãy nhớ rằng bất kỳ khoảng rep nào bạn vẫn hoàn toàn có thể phát triển cơ bắp nên tôi sẽ lựa chọn Smith squat trong khoảng 8 tới 12 thậm chí là 15 rep. Một đánh giá tổng hợp năm 2022, việc xây dựng phần cơ tứ đầu đùi với máy Smith không hề thua kém so với việc bạn squat với tạ tự do, thậm chí nó còn hiệu quả hơn đối với một số trường hợp. Vì thế bạn đừng ngại khi sử dụng bài squat với máy Smith ở cuối video tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng để kết hợp vào lịch tập luyện nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói tới sai lầm thứ hai trong việc nhằm mục tiêu phát triển cơ đùi trước. Lỗi thứ hai liên quan tới việc thực hiện bài tập của bạn, bằng cách tinh chỉnh tư thế trong các bài tập chân, bạn có thể chuyển sự tập trung nhiều hơn cho phần cơ tứ đầu đùi thay vì phần cơ mông và lưng dưới. Điều chỉnh việc này sẽ liên quan tới góc cẳng chân. Góc cẳng chân của bạn càng hướng về phía trước thì chuyển động của phần đầu gối càng lớn, điều này khiến cơ tứ đầu đùi sẽ tham gia nhiều hơn vào chuyển động vì chức năng chính của cơ tứ đầu đùi là duỗi đầu gối của bạn. Để minh họa cho vấn đề này, bạn có thể nhìn trên màn hình, tư thế squat đang đẩy đầu gối ra phía trước nhiều hơn sẽ mang lại lực căng lớn hơn cho phần cơ tứ đầu đùi. Trên thực tế, rất nhiều người có phần khớp ở cổ bàn chân không linh hoạt khiến họ không đẩy đầu gối ra phía trước nhiều trong bài squat. Với tư thế squat này rất khó để tác động ưu tiên vào phần đùi trước so với mông và lưng dưới. Giải pháp cho vấn đề này là bạn hãy khởi động kỹ cho phần cổ chân để tăng thêm biên độ chuyển động của khớp. Giải pháp nhanh hơn cho bạn là có thể kê thêm miếng tạp bánh mỏng ở dưới chân khi thực hiện bài squat nếu thật sự của chân của bạn không được linh hoạt. Tuy nhiên giải pháp này bạn sẽ phải squat với lượng tạ nhẹ và Srep cao, nó sẽ không phù hợp cho lượng tạ nặng Srep thấp. Góc của đầu gối không chỉ áp dụng cho bài squat mà còn được áp dụng cho rất nhiều các bài tập chân để nhằm tác động nhiều hơn cho phần cơ mục tiêu. Một nghiên cứu năm 2008 đã phân tích sự kích hoạt cơ trong bài đạp đùi về máy. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vị trí đặt chân thấp sẽ dẫn tới sự tham gia nhiều hơn cho phần cơ đùi trước. Lý do cho điều này là vì khi để hai bàn chân thấp thì góc ở đầu gối sẽ được tạo ra lớn hơn so với lúc bạn để hai bàn chân cao lên. Kết quả là sẽ ưu tiên cho phần cơ đùi trước nhiều hơn so với phần cơ mông. Với tinh trình này, bạn vẫn hoàn toàn có thể áp dụng cho bài tập lăng hay là bài Bulgarian Shift Squat hoặc rất nhiều các bài tập khác về chân. Thay vì giữ đầu gối trên mắt cả chân, thì bạn có thể đẩy đầu gối ra phía trước nhiều hơn và cũng có thể kê miếng tạo bánh dưới gót bàn chân nếu như khớp của chân của bạn thật sự không được linh hoạt. Thực ra nếu bạn đã sở hữu chương trình khoa học vận động ứng dụng tập gym của tôi là bạn có thể hoàn toàn suy luận ra những điều tôi vừa trình bày trong video. Đây là một trong những chương trình cốt lõi nhất ứng dụng trong tập gym vì thế bạn sẽ thấy mọi video của tôi làm đều dựa trên cơ sở khoa học lỗi thứ ba liên quan tới cây tôi của bạn chúng ta thường sẽ có xu hướng luôn muốn tập chân với lượng tạ rất nặng tập nặng là một trong những cách để tạo ra sự quá tải lũy tiến lên cơ bắp nhưng không có nghĩa là cứ tập với lượng tạ nặng là đều tạo ra sự quá tải lũy tiến lên cơ bắp mục tiêu với sự tinh chỉnh trong lỗi thứ hai khi kê cao gót bàn chân bạn sẽ phải squat hoặc là tập các bài tập chân với lượng tạ nhẹ hơn tuy lượng tạ nhẹ hơn nhưng biên độ chuyển động của cơ tứ đầu đùi lại lớn hơn rất nhiều vì vậy nó không hề giảm đi sự kích thích cơ bắp mục tiêu mà thậm chí nó còn tác động nhiều hơn cho phần cơ đùi trước và giảm căng thẳng lên các phần khác như lưng dưới của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta hãy chuyển thẳng cây tôi của chính mình, giảm mức tạ xuống để có thể kiểm soát tốt chuyển động của bài tập. Hãy tập hết biên độ chuyển động của bài tập và cảm nhận phần cơ chủ vận đang thật sự hoạt động trong mỗi rắp tập của bạn. Bạn cũng có thể giảm tempo của bài tập xuống bằng cách lúc cơ đùi trước đang duỗi dài, bạn sẽ xuống chậm tầm 3 giây. Sau đấy cơ đùi trước co lại để duỗi thẳng chân ra. Khi làm như vậy bạn sẽ cảm thấy phần cơ đùi trước của mình được kích hoạt rất tốt mặc dù bạn đã giảm trọng lượng tạ xuống rất nhiều so với lâu nay. Sai lầm tiếp theo liên quan tới cấu trúc lịch tập của bạn. Hãy nhớ rằng phần cơ tứ đầu đùi của bạn được tạo thành từ 4 cơ. Trong 4 phần này có một cơ rất đặc biệt là phần cơ thẳng đùi. Cơ này sẽ băng qua khớp hông để nối lên xương chậu và đầu kia nó di chuyển xuống giữa đùi và băng qua khớp gối. Vì cấu trúc đặc biệt như vậy nên ngoài chức năng duỗi gối, phần cơ thẳng đùi này còn có chức năng gấp hông của bạn. Chính vì vậy trong các phần của cơ đùi trước thì cơ thẳng đùi này sẽ không được kích hoạt tốt đối với các bài như là squat, đạp đùi. Mặc dù các bài tập này đều rất tốt cho các phần còn lại của đùi trước. Phần cơ thẳng đùi này sẽ được kích hoạt tốt trong các bài tập đá đùi với máy hoặc bài CC squat đã có rất nhiều tài liệu về nghiên cứu cho sự kích hoạt hỗ trợ phần cơ thẳng đùi. Và trong số đấy có nghiên cứu chỉ ra rằng cơ thẳng đùi không được kích hoạt nhiều trong bài squat. Nhưng một nghiên cứu năm 2021, họ yêu cầu nhóm 1 thực hiện động tác squat và nhóm 2 đá đùi trước với máy. Sau 5 tuần đo lường sự phát triển của cơ tứ đầu đùi ở 3 vị trí khác nhau. Kết quả là nhóm tập bài đá đùi trước với máy đã có sự tăng trưởng vượt trội cho phần cơ thẳng đùi ở cả 3 vị trí, trong khi nhóm tập bài squat đã không thấy sự tăng trưởng đáng kể nào ở cả 3 vị trí của phần cơ thẳng đùi. Trước khi chia sẻ với bạn lịch tập luyện để phát triển phần cơ thẳng đùi thì chúng ta sẽ chuyển qua sai lầm thứ 5 hay mắc phải. Sai lầm thứ 5 liên quan tới nỗ lực của bạn. Chúng ta đã biết rằng để phát triển cơ bắp, bạn luôn phải đẩy tập luyện lên tới gần ngang ngưỡng thất bại, ít nhất là tầm 3 hiệp cho mỗi bài. Sự thật rằng bạn có thể dễ dàng tập tới gần ngang ngưỡng thất bại ở những bài tập thân trên. Nhưng hãy thử thành thật với chính bản thân mình rằng, có phải những bài tập chân bạn đã thường dừng lại khi mới bắt đầu cảm thấy phần cơ chân của mình được tác động? Tứ đầu đùi là nhóm cơ lớn nhất trên cơ thể, nên lượng máu đẩy vào nhóm cơ này là khá nhiều khi bạn tập luyện. Điều này sẽ thật sự khiến bạn không hề thoải mái khi tập các bài tập chân. Nhưng ai đấy vượt qua được sự khó chịu này đều sẽ có đôi chân khác biệt so với số còn lại của những người đi tập gym. Tôi sẽ không cổ suý cho những người tập luyện liều lĩnh mà không dựa trên cơ sở khoa học. Nhưng nếu bạn có kỹ thuật tập luyện an toàn, bạn sẽ cố gắng vượt qua ranh giới khó chịu này khi tập chân. Nếu bạn thật sự có sự nỗ lực. Khi hình thức tập luyện đúng chuẩn, ngoài sự nỗ lực của mình, thì thực phẩm bổ sung có thể giúp bạn rất nhiều trong các buổi tập chân, lặp rượu cao. Rượu cao đã được chứng minh là an toàn và mang lại lợi ích sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Quan trọng là cả sức mạnh của tinh thần, độ tỉnh táo và cảm xúc chiến thắng khi sử dụng rượu cao trong tập luyện. Đối với bất kỳ nhóm cơ nào muốn phát triển tốt, chúng ta đều phải tạo ra áp lực lên nó. Cũng giống như mọi công việc trong cuộc sống này, có áp lực thì mới có kim cương. Chúc mừng bạn đã biết được các vấn đề về đùi trước bây giờ làm thế nào để áp dụng vào thói quen tập luyện trước tiên nếu bạn đang squat với tạ tự do mà không cảm nhận được phần cơ đùi trước đạt tới gần ngang ngưỡng thất bại bạn có thể cân nhắc đổi thành bài tập với máy hack squat hoặc sử dụng máy smith để squat bạn cũng sẽ có bài tập đạp đùi về máy nhưng để chân ở vị trí thấp, ưu tiên cho sự duỗi gối nhiều hơn hoặc sử dụng Bulgarian sit squat với sự tinh chỉnh ưu tiên cho phần đùi trước. Sau khi đã thực hiện các bài compound, đừng quên tập thêm các bài tập cô lập cho phần cơ đùi trước như đá đùi trước về máy hoặc là sit squat nhằm mục tiêu nhấn mạnh thêm cho phần cơ thẳng đùi của cơ đùi trước. Hãy giảm trọng lượng tạ và chọn khoảng rep thất bại phù hợp để bạn kết nối tâm trí với cơ bắp mục tiêu trong lúc tập luyện. Đặc biệt là những tinh chỉnh nhằm mục tiêu tạo áp lực cho phần cơ đùi trước Hãy chiến thắng chính bản thân mình để tạo ra áp lực đủ cho cơ bắp có lý do để phát triển theo thời gian. Điều chỉnh được những điều như trên, bạn sẽ ngay lập tức thấy sự phát triển rõ rệt của phần cơ đùi trước. Nhưng điều quan trọng là bạn phải có một cấu trúc lịch tập hoàn chỉnh dựa trên cơ sở khoa học nhằm tối ưu kết quả với thời gian ngắn và hạn chế những rủi ro tiềm ẩn của việc chấn thương thoái hóa xương khớp, không chỉ cho phần chân mà cho toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể. Đừng quên tôi có chương trình PT Online được thiết kế cá nhân hóa cho từng người dựa trên cơ sở khoa học. Từng bước sẽ giúp bạn phát triển toàn diện tối ưu cho quá trình tăng cơ và giảm mỡ. Hãy nhắn tin cho tôi qua fanpage hoặc link website gym nguyenbaobang com để tham gia chương trình PT Online đang được hỗ trợ với giá ưu đãi trong đợt này. Mời bạn xem thêm video tôi trình bày về cách tập luyện và lịch tập tối ưu phát triển cơ mông. Ở chân còn có thêm phần đùi sau và đặc biệt là phần cơ bắp chuối. Đây là nhóm cơ rất nhiều người gặp phải trong vấn đề không phát triển được nó. Nhưng vì tôi nhận thấy rằng những video tôi làm về chân các bạn ít để lại bình luận khiến view những video này không được cao. Vì vậy nếu thật sự quý vị khán giả đang quan tâm tới các nhóm cơ chân, tôi sẽ làm thêm về nó. Trước khi kết thúc video, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của tôi. Và sẽ tuyệt vời hơn xin bạn đừng quên thể hiện sự ủng hộ bằng cách ấn like cho video này và đăng ký kênh của tôi cũng như để lại những bình luận cho tôi biết sự nỗ lực chia sẻ của mình đã không vô nghĩa. Xin gửi lời chào đến từ kênh YouTube Nguyễn Bảo Bằng.